Vừa qua, một quan chức cấp cao Iran tiết lộ, Tehran hiện không có kế hoạch trả đũa Israel ngay lập tức vì vụ tấn công vào lãnh thổ nước này vào sáng ngày 19 tháng 4. Quan chức Iran xin giấu tên chia sẻ với hãng thông tấn Reuters chỉ vài giờ sau khi truyền thông địa phương đưa tin về các tiếng nổ lớn ở Isfahan, miền trung quốc gia hồi giáo, thủ phạm nước ngoài gây ra sự cố vẫn chưa được xác thực. Chúng tôi chưa hứng chịu bất kỳ cuộc tập kích từ bên ngoài nào và các cuộc thảo luận nghiêm về việc xâm nhập hơn là tấn công. Một số nguồn tin Iran được trích dẫn trước đó, quả quyết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ thành công 3 máy bay không người lái UAV trên bầu trời Isfahan và không báo cáo về bất kỳ vụ tấn công tên lửa nào. Cùng ngày 19 tháng 4, một chuyên gia phân tích của Iran phát biểu trên truyền hình quốc gia rằng các UAV bị hệ thống phòng không ở Isfahan bắn rơi do những kẻ xâm nhập từ bên trong Iran phóng. Cho đến nay, cả Tel Aviv và chính phủ Mỹ đều không công khai xác nhận hay bác bỏ thông tin về việc Israel đứng sau vụ tập kích vào Isfahan sáng 19 tháng 4. Tại một cuộc họp báo vừa diễn ra sau khi kết thúc cuộc họp của nhóm G7 ở Capri, Italy, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Washington không liên quan đến bất kỳ vụ tấn công nào. Theo quan chức này, Mỹ và các nước G7 cam kết sẽ nỗ lực làm giảm căng thẳng giữa Israel và Iran. Nhà ngoại giao hàng đầu của Washington tuyên bố, chúng tôi hứa sẽ đảm bảo an ninh cho Israel, Chúng tôi cũng cam kết làm giảm leo thang và cố gắng chấm dứt tình trạng căng thẳng này. Bằng việc nhắm mục tiêu vào tỉnh Isfahan, nơi có các cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran, Israel dường như muốn cảnh báo rằng nước này có thể dễ dàng áp đảo hệ thống phòng thủ của Iran. Tướng nghỉ hưu của Lục quân Mỹ, Michael Holmes, cho rằng cuộc tấn công vào Iran sáng sớm 19 tháng 4 có thể nhằm mục đích vừa là một biện pháp trả đũa, vừa gửi đi một thông điệp cảnh báo. Trong nhiều ngày, Israel đã phân vân về những phản ứng đối với cuộc không kích của Iran. Hôm 13 tháng 4, phía Iran tuyên bố nước này tiến hành cuộc tấn công là nhằm trả đũa cuộc không kích mà Tehran cáo buộc do Israel thực hiện nhằm vào khu phức hợp đại sứ quán của nước này ở Syria ngày 1 tháng 4. CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay, cuộc tấn công vào Iran sáng 19 tháng 4 là do Israel tiến hành. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết họ không có bình luận nào vào thời điểm này. Thiếu tướng nghỉ hưu Mỹ Mark McAlley nhận định Israel phải duy trì cảnh giác trong trường hợp Iran quyết định đáp trả bằng một hành động phô trương vũ lực khác. Theo ông Macaulay, bằng cách nhắm mục tiêu vào tỉnh Isfahan, nơi có các cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran, Israel có thể đang cảnh báo rằng nước này có thể dễ dàng áp đảo các hệ thống phòng thủ của Iran. Ông nhận định, tôi nghĩ rằng nội các chiến tranh Israel đã có một quá trình tính toán rất thận trọng. Israel buộc phải trả đũa, nhưng đồng thời bên trong sự trả đũa là một thông điệp đó là chúng tôi có thể vượt qua hệ thống phòng không Iran, đừng tái phạm, nếu hành động một lần nữa, tất cả sẽ bùng nổ. Người phát ngôn của Trung tâm Không gian mạng Iran, Hossein Darilian cho biết, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 3 máy bay không người lái và hiện không có thông báo về cuộc tấn công tên lửa. Hội đồng An ninh Quốc gia Iran cũng khẳng định không xảy ra bất kỳ cuộc tập kích tên lửa nào từ bên ngoài vào nước này trong sáng sớm 19 tháng 4. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cho biết Moscow đã gửi thông điệp tới Israel thông qua các kênh ngoại giao rằng Iran không mong muốn leo thang xung đột. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định trong cuộc phỏng vấn với Sputnik hôm 19 tháng 4, đã có những cuộc liên lạc qua điện thoại giữa lãnh đạo Nga và Iran, các đại diện của chúng tôi với Israel. Chúng tôi xác định rất rõ ràng trong các cuộc trao đổi này và truyền đạt cho phía Israel rằng Iran không muốn leo thang. Họ không thể kiềm chế phản ứng trước hành vi vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế và vị thế của đại diện ngoại giao nhưng họ không tìm cách leo thang. Ông Lavrov lưu ý rằng tất cả các chuyên gia đều đưa ra cùng một lời giải thích về phản ứng của Iran trước cuộc tấn công mà Tehran cho là do Israel thực hiện nhằm vào lãnh sự quán Iran ở Damas, Syria vào đầu tháng 4. Ông Lavrov nói thêm, Tôi hy vọng tôi không nhầm rằng cuộc tấn công gần đây của Israel vào các mục tiêu ở Isfahan là một hành động đáp trả phản ứng đó. Theo truyền thông phương Tây, Israel được cho là đã thực hiện một cuộc tấn công trả đũa có giới hạn Nhằm vào các mục tiêu ở Iran, vào đêm 18 tháng 4, vụ nổ được báo cáo ở các khu vực gần thành phố Isfahan. Cùng ngày, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đang nghiên cứu chi tiết về vụ tấn công nhằm vào Iran và còn quá sớm để bình luận cho đến khi bản chất của vụ việc trở nên rõ ràng. Sau khi có thông tin Israel tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran ngày 19 tháng 4, dư luận quốc tế đã lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế, tránh leo thang căng thẳng. Ngoại trưởng Antonio Tajani của Italy, nước đang chủ trì một cuộc họp của các ngoại trưởng nhóm G7, kêu gọi giảm leo thang tuyệt đối tại khu vực Trung Đông. Bộ trưởng Lao động và Hưu trí Anh, Man Street, cho rằng dù chưa biết chi tiết về vụ tấn công, ông hy vọng vẫn có thể giảm leo thang căng thẳng giữa Iran và Israel. Bộ ngoại giao Oman, nước đã đóng một vai trò trung gian ở Trung Đông, ra tuyên bố lên án cuộc tấn công vào Iran cũng như các cuộc tấn công quân sự khác của Israel trong khu vực bộ ngoại giao trung quốc cũng ra tuyên bố phản đối mọi hành động làm leo thang căng thẳng trong khu vực trung đông trong khi đó cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea xác nhận không có thiệt hại nào đối với các địa điểm hạt nhân của iran trong vụ tấn công được cho là do israel tiến hành nhằm vào iran iaea nêu rõ cơ quan này đang theo dõi sát sao tình hình đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế iaea nhấn mạnh không được coi các cơ sở hạt nhân là mục tiêu tấn công trong cuộc xung đột quân sự những thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.